sau khi mà đã chiên xong các bạn ạ. Lắm mày nói như này. Dạ, của em. Dế to là dế to kìa, dế to. Cấp đông hoặc là thịt sẵn hoặc cấp đông. Có rút chuột đây, rút chuột sẵn này. Ừ. À, xin chào các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về giới thiệu được các bạn cách ở đây chiên dế, món dế huyền thoại tuổi thơ và thường đi bắt dế các bạn. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ làm một video chia sẻ về cái cách chế biến dế với lá bưởi rừng các bạn nhé. Mời các bạn xem video nhé. Lá bưởi rừng, lá bưởi rừng rất là thơm. Theo mình biết là món lá bưởi rừng rất là thơm. Đây là kiểu như lá bưởi rừng ấy. Được đưa vào dầu này, xong nó là bỏ xả, bỏ lấy cái xả. Xả thì như xả kiểu người ta thức rất là nhỏ. Đấy, trong dầu rất là sôi. Xong bắt đầu dế là được bỏ vào chiên giòn. Đây là kiểu như lá bưởi rừng ấy. Được đưa vào dầu này, xong nó là bỏ xả, bỏ lấy cái xả. Xả thì như xả kiểu người ta thức rất là nhỏ. Đấy, trong dầu rất là sôi. Xong bắt đầu dế là được bỏ vào chiên giòn. Lá bưởi, cái lá bưởi được chiên giòn xong bắt đầu là dế tươi đang được đun sôi trên chảo các bạn ạ. Tôi thấy được thơm lắm à. Chút nữa chỉ được trộn với lại cái xả các bạn nhá. Xả được chẻ rất là nhỏ thôi. Lá bưởi. Thank you.
dế sau khi mà đã chiên xong các bạn ạ. Lá bưởi ạ, cái lá bưởi được chiên giòn xong bắt đầu là sẽ trộn với lại cái sả này, và đây là dế. Là dế các bạn nhá. Món dế huyền thoại. Cực kỳ thơm rồi. Đấy, được trộn vào trong bao gồm dế này, lá sả và sả sẽ trộn với lại cái sả này, và đây là dế. Đây là dế các bạn nhá. Món dế huyền thoại. Chẻ nhỏ ra. Sâu rồi mới dế. Mới mắt. Tức tàu. Dê quá nhưng nó không đánh hông. Dạ mấy chị đi đi con. Lỡ mẹ nói cái này. Dê, của em. Cái của em. Đi không Vinh, ở vô Vinh. Không phải chút chỗ. Đó, ăn rồi chút con rồi. Hả? Có chứ. Bia Lào. Bia tên là bia Lào. Bia Lào. Đây là món dế huyền thoại. Ăn cùng lá bưởi bia rừng. Dế thì phải ăn cái lá bưởi rừng. Lá bưởi rừng này nó thơm. Nó thơm mà nó không còn mùi dế. Dằn nhắn với thắng ở bên hàng hôm qua rồi. Nguyên dằn nhắn với hàng hôm qua rồi. Ừ, dữ nữa là vừa đó. Dế đã làm thịt mà rút ruột rất là sạch. Ướt và sả mà người ta đấy chẻ rất là nhỏ là người ta rang luôn ở trong dế các bạn nhé. Trong cái món dế các bạn không thể thiếu được cái lá này. Cái lá bưởi nó rất là thơm và nó không còn cái mùi đặc trưng của dế, cho nên là lúc nào cũng cái món này chiên để ăn kèm với dế các bạn nhé. Đây. Đó. Video của mình xin kết thúc ở đây nhé. Nếu các bạn có ý kiến hoặc là đã từng ăn dế hoặc là cái cách chế biến dế như thế nào thì các bạn hãy comment ở dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.